Nào nào nào, nhanh lên, mau qua đây đi. Nghe thấy thì nhanh chóng đến đây. Đến đây, đến rồi đây. Hôm nay kể chuyện Tây Môn Khánh đúng không? Phan Kim Liên. Phan Kim Liên, một nhân vật truyền kỳ trong lịch sử Trung Quốc. Phan Kim Liên, nếu lúc đầu cây gậy trúc của đảng ta không rơi xuống trúng đầu của Tây Môn Khánh sẽ yêu nàng ta sao? Không đâu, nếu Tây Môn Khánh không yêu nàng ta, Phan Kim Liên sẽ trở thành trinh tiết liệt nữ. Vậy võ tầm còn cần phải lên Lương Sơn sao? Vậy Phương Lạp sẽ không bị bắt, Đại Tống sẽ bị tiêu diệt. Vậy thì người Đại Kim sẽ không tiến vào, không có nhà Thanh. Vậy sẽ không có bế căng tỏa cảng, không có chiến tranh thúc viện, không có liên quan tám nước tiến vào. Trung Quốc sẽ lớn vượt qua Anh Mỹ, trở thành cường quốc đứng đầu thế giới. Vậy mới nói, từ xưa hồng nhan là khởi nguồn cho tai họa. Phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, đều là tai họa. Nói đúng lắm, có lý lắm. Hay, hay lắm. Ăn nói bậy bạ. Chị đây ghét nhất là cái loại đàn ông tự cho mình là đại diện chính nghĩa như vậy. Gặp kẻ nào sẽ trị kẻ đó. Tôi có chứng cứ trên lịch sử cả đấy. Đây là số phận, cô hiểu không? Tôi khinh, chị đây trước giờ không tin số mệnh. Nếu một người thật sự lớn mạnh thì sẽ có thể nắm giữ tất cả, bao gồm cả vận mệnh của mình. Nếu chị đây mà là Phan Kim Liên, tuyệt đối sẽ không gian díu với Tây Môn Khánh, mà sẽ làm võ tắc thiên của thời Đại Tống, xưng bá thiên hạ. Võ tắc thiên à? Cái tên lưu manh này, anh muốn làm gì hả? Nói ai là lưu manh hả? Tôi là muốn cho cô xem chứng cứ. Đây là sách ghi chép về thời Đại Tống gia truyền nhà chúng tôi. Trên đó ghi lại từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ từ thời Đại Tống. Những thứ tôi biết đều là đọc từ cuốn này đấy. Anh chính là dựa vào cuốn sách rách nát này mà mê hoặc mọi người. Chị đây tịch thu. Này, cô đừng đi. Cô làm như vậy sẽ bị trời phạt đấy. Cuối cùng bọn họ ra sao? Cuối cùng chuyện này là thế nào vậy? Cuối cùng chuyện này là thế nào vậy? Sách này tôi tạm giữ hộ anh. Chị đây còn phải đi gặp khách hàng nữa, không có thời gian chơi với mấy người đâu. Alo, Tiêu Tiêu, chừng nào em mới về vậy? Hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm chúng ta yêu nhau đấy. Người ta đã vì em. Chị đây đang bận. Alo, alo, alo. Tiêu Tiêu đáng ghét, dám gác máy trước. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.
Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Chỗ này sao lại không có sóng vậy? Là kẻ nào mà dám? Xin lỗi, xin lỗi nhé. Không làm anh bị thương chứ? Anh gì ơi, anh là đang đóng phim à? Không sao, không sao. Tại hạ Tây Môn Khánh. Xin hỏi tiểu nương tử tên là gì? Tây Môn Khánh sao? Vậy tôi là Phan Kim Liên đấy. Xin lỗi, tôi Tây Môn Khánh, Phan Kim Liên. Thì ra là Tây Môn Đại, à không, Tây Môn Đại Quan Nhân ạ. Thì ra là Đại Lang à. Chà, tiểu tử ngươi cũng khá đấy. Trong nhà lại còn giấu một tuyệt sắc đại mỹ nữ đến như vậy nữa. Tôi là vợ anh ta đấy. Đây chính là vợ của ta. Là vợ của ngươi sao? Vợ ta đấy. Là vợ của ngươi thì đã sao? Thiếu phụ. Chính là kiểu ta thích nhất đấy. Kéo đi. Đi, đi. Các huynh đệ, đại quan, nàng ấy thật sự là vợ của ta. Trả vợ cho ta. Võ tổng ở đây, ai dám gây chuyện? Nhị đệ. Ca ca. Tiểu Hách Hách. Trương Hách. Chắc không phải anh không nhớ em chứ? Cô nương, nam nữ thọ thọ bất thân. Tiểu Hách Hách. Anh vẫn còn đang giận em sao? Hôm đó không phải em cố ý không nghe điện thoại của anh đâu. Là vì em đang đi trên đường gặp khách hàng. Em đang... Ca ca, đệ đệ. Đệ đệ nhớ huynh lắm ca ca. Ta cũng... Ca ca, đệ đệ. Đệ đệ nhớ huynh lắm ca ca. Huynh đệ à, mùi ở trên người đệ làm ta cay mắt quá. Mau lên, bắt một lò nước sôi lên bếp. Thay y phục tắm rửa cho thoải mái đi. Sau đó hai chúng ta lại trò chuyện cũng không muộn. Như vậy cũng tốt, ca ca đợi đệ. Cô nương, cô ăn mặc hở nhiều chỗ quá rồi đấy. Nào nào nào, che thêm đi. Mau che lại đi. Tôi nói cho anh biết, anh ấy không phải huynh đệ của anh. Anh ấy là bạn trai của tôi. Cô xem chân của cô cũng lộ ra nhiều quá rồi. Tên của anh ấy là Trương Hách, là từ mấy trăm năm sau đi cùng ngược lại thời gian về đây cùng tôi. Cô nương có đói bụng không? Ta đi chiên bánh cho cô nhé. Anh có đang nghe tôi nói không vậy? Ta có nghe. Nhưng Võ Tòng rõ ràng là đệ đệ của ta. Sao lại thành nam nhân của cô được? Tôi có bằng chứng. Trên mông của anh ta có một cái bớt.
Này, tôi nói mà, tôi đã nói mà, trên mông của anh ấy có phải có cái bớt không? Tiểu Hách Hách, xem anh còn chối đến chừng nào. Hai vị công tử lâu lắm rồi không ghé đấy. Các cô nương đều nhớ các vị chết mất. Uống đi, uống nhiều vào nhá. Ôi trời, từ từ thôi. Được rồi, ta sẽ quay lại ngay. Uống nhiều một chút, uống nhiều một chút. Ôi trời, chân mềm ra cả rồi. Không có tiền đồ gì cả. Lý công tử đi sao? Đến chơi thường xuyên nhá. Đại quan nhân, làm gì vậy? Không liên quan đến bà. Vương Căn Nương, bà hiểu chuyện nam nữ khá nhiều. Ta thỉnh giáo bà một chút. Nói đi. Hôm nay ở nhà Võ Đại Lang, ta đã gặp được một nữ tử đẹp tựa thiên tiên, ăn mặc kỳ lạ. Ta thích lắm. Ba hồn bảy vía của ta đều đã bị nàng ấy câu mất một nửa rồi. Trên đời này còn một nữ tử kỳ lạ như vậy sao? Còn không đơn giản sao? Trực tiếp kéo về còn không được à? Huynh đệ của Võ Đại là Võ Tầm, có cả võ công và sức mạnh. Còn ta không muốn xảy ra xung đột chính diện với loại người thô tục như vậy. Có rồi. Căn nương đây có một tam kế liên hoàn, nhất định có thể trợ giúp một tay cho đại quan nhân. Căn nương mau nói đi. Ta đến nhà nàng ta trước, lấy lý do nàng ta ăn mặc kỳ lạ nên tặng cho nàng ta một bộ y phục. Nếu nàng ta đồng ý, ta sẽ mời nàng ta vào phòng để thay y phục. Sau đó mời nàng ta uống rượu. Đại quan nhân nhất định phải ở bên uống cùng. Đến lúc đó đại quan nhân có thể quyến rũ nàng ta, dựa vào cái kiểu phong lưu thành thói của đại nhân rồi. Phong lưu nho nhã còn không sợ chiếm được trái tim của nàng ta sao? Diệu kế, diệu kế. Lên món đây. Tiểu Hách Hách, anh đừng có giận em nữa mà. Em thật sự không phải là không quan tâm đến anh. Sự quan tâm anh dành cho em, sự chăm sóc anh dành cho em vẫn luôn ghi nhớ trong sâu tận đáy lòng em đấy. Tả tên Võ Tòng không phải nam nhân của cô. Đúng đấy, đây là đệ đệ Võ Tòng của ta mà. Nhưng cái bớt ở trên mông của anh, cô đừng có nhắc nữa. Đệ đệ, để ta xem thử, xác nhận lại xem. Xem thử rốt cuộc mông của đệ có hay không. Ăn cơm. Tôi nghĩ ra rồi. Nhất định là lúc anh cùng ngược thời gian với em đã bị mất trí nhớ rồi. Hai chúng ta đều từ 500 năm sau ngược về thời gian lại đây. Em đã trở thành Phan Kim Liên, còn anh thì đã nhập thành nhân vật Võ Tòng. Còn em không có mất đi trí nhớ, nhưng anh thì mất đi trí nhớ rồi. Hiểu không? Không hiểu. Đúng rồi. Em có một quyển sách, nó ghi hết lại mọi chuyện xảy ra thời đại Tống. Có quá khứ, hiện tại, còn có cả tương lai nữa. Anh xem, Võ Tòng, Võ Đại Lang, còn có cả ta sao? Phan Kim Liên, còn có Tây Môn Khánh nữa.
Tự cầm lấy mà xem đi. Đói chết tôi rồi. Đang gấp, cho mượn mao xí chút đi. Nhìn gì mà nhìn, mau đi đi, đi đi. Võ Đại Lang, ta cũng gấp lắm, cho mượn mao xí chút đi. Mao xí nhà ta hỏng rồi. Đại Lang, nghe nói nhà huynh mới mua bình tè đến mới. Này, làm cái gì vậy? Này, này. Này, đừng tụ tập nữa. Can nương ta đây hôm nay phát lì xì này. Đội can nương, bà muốn làm gì đây? Vào đi rồi nói. Vương can nương, có gì từ từ nói được không? Bà thế này là đang làm gì vậy? Vương can nương, bà tìm gì vậy? Vương can nương, bà nhầm rồi. Cô nương của nhà ta không biết làm nghề của bà đâu. Ta đã nói rồi mà, hồn của toàn bộ đám nam nhân ở đây đều bị tiểu nương tử này dẫn dắt mất hồn đi mất rồi. Tiểu nương tử đúng là thần tiên hạ phàm, đẹp đến không tả nổi. Chỉ là y phục ở trên người tiểu nương tử đây có hơi... Bà chính là Vương Can Nương đúng không? Đúng, chính là ta. Trẻ hơn trong sách miêu tả đấy. Sách? Có phải bà muốn thay y phục cho ta không? Phải. Được thôi, đi nhà bà thử đồ thôi. Được, được. Này, Vương Can Nương, nàng ấy không làm chuyện đó đâu. Nào, 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 tiểu nương tử, mời ngồi, mời ngồi. Tiểu nương tử, hay là chúng ta uống một chút rượu đúng không? Được, ta đi lấy. Phải rồi. Tây môn đại nhân cũng ở đây đúng không? Gọi anh ta đến cùng uống đi. Được, tiểu nương tử, đợi một chút. Đại quan nhân, nào nào nào. Tình hình sao rồi? Đại quan nhân, tiểu nương tử này hình như biết nhất cử nhất động trong kế hoạch của chúng ta. Cứ nói ra trước cả ta thôi, thật sự rất là kỳ lạ. Hai người đang làm gì vậy? Mau qua đây đi. Nào, đại quan nhân ngồi đi. Hôm đó tại hạ bị dung nhan kiểu diễm của tiểu nương tử dọa cho ngây ngốc, nhất thời đã mạo phạm. Hôm nay mời cô nương đến, kính mong cô nương bỏ qua chuyện đó. Cạn ly. Tôi biết đại quan nhân cũng là người bình thường, khó tránh nhất thời kích động. Tôi cũng hiểu mà. Không biết nhân vật giống như thần tiên như tiểu nương tử đây sao lại có thể gả cho một tên võ đại lang chỉ có một khúc như vậy chứ. Thật khiến người ta cảm thấy tiếc nuối đấy. Món ngon này đã bị heo ăn mất rồi. Hả? Heo? Số ta không tốt, không thể gặp được một người giống như đại quan nhân đây. Không biết lời này của tiểu nương tử là có ý gì đây. Mọi người đều nói đại quan nhân thông minh hơn người. Lời tôi nói có ý gì? Còn không hiểu sao? Hết rượu rồi, can nương đi lấy thêm vài bình. Hai vị cứ từ từ nói chuyện nhé. Nhận được hậu ái của tiểu nương tử, tại hạ cảm kích vô cùng.
Anh nhặt đũa thì cứ nhặt đũa, nhưng đừng nhân cơ hội sờ chân tôi nhé. Nhất định anh đang nghĩ, làm sao tôi biết được anh muốn sờ chân tôi đúng không? Đó là bởi vì tôi đọc nhiều sách rồi. Anh bạn trẻ, đừng suốt ngày lo dụ dỗ người khác, rảnh rỗi thì kiếm nhiều sách mà đọc đi. Cho chị đây mượn đồ mặc nhé. Thì ra những điều trong cuốn ghi chép tin tức Đại Tống này nói đều là sự thực. Vậy chính là nói mình đã có được siêu năng lực biết trước tương lai rồi. Phan đại tỷ, ăn dưa đi. Ngọt lắm, nếm thử xem. Ngon không? Ngon. Này, Phan đại tỷ, hạt dưa rơi xuống dưới rồi. Anh tránh ra cho tôi. Cô làm gì vậy? Tiểu Hách Hách, làm gì vậy? Anh ôm em đi. Anh làm gì vậy? Ôm em đi. Nhanh lên, em nhớ anh chết mất. Cô nương đừng có như vậy mà. Em quyết định rồi, em phải giúp anh khôi phục trí nhớ. Nhưng mà ta không đừng nghĩ gì hết, cứ nghe theo là được. Ok. Ok cái gì? Ok. Anh cứ đứng yên ở đó nhé. Thế nào? Nhớ ra chưa? Không có. Không sao. Không đúng. Trong phim Hàn không phải đều diễn như vậy sao? Có thể là do em dùng lực chưa đủ. Ăn bánh này, ăn bánh này. Nhớ ra chưa? Đừng mà, đừng mà. Sao rồi, sao rồi? Thăng thiên rồi. Tôi đã dùng đủ mọi cách rồi. Võ tổng này sao lại không thể khôi phục trí nhớ chứ? Phan đại tỷ, ta cảm thấy cô một chén nước nhưng chia không có đều. Cô xem mấy hôm nay lúc nào cô cũng ở cạnh nhị lang, không hề quan tâm gì đến ta cả. Tôi đang hỏi anh làm sao mới có thể khiến cho võ tầm nhớ lại. Làm sao mà ta biết được? Này, Phan đại tỷ, đầu của ta mấy hôm nay cứ thấy đau, có thể cũng mất trí nhớ rồi. Cô xem có cách gì chị giúp ta không? Nói không chừng ta chính là nam nhân mà cô đang muốn tìm đấy, đúng không? Biến qua một bên đi. Anh nói xem nếu ngoại lực không thể giải quyết được, thì nếu như từ ngoài truyền vào trong thì sao? Ngoài truyền vào trong. Canh ba, gặp nhau ở Lương Sơn.
Tại hạ Võ Tòng, không biết đây là vị bằng hữu giang hồ nào lại hẹn Võ Tòng đến đây tỉ võ. Tiểu Tòng Tòng, anh đừng sợ. Em chỉ là muốn cùng anh ngắm sao mà thôi. Phan đại tỷ, cô thế này là lại muốn làm gì nữa? Phan đại tỷ, nam nữ thọ bất thân. Phan đại tỷ, cô... Đây là đang làm gì vậy? Cô phải suy nghĩ cho kỹ nhé. Võ Tổng ta đội trời đạp đất. Phan tỷ tỷ, Phan tỷ tỷ, ta làm người chính trực lắm. Phan đại tỷ, cô nhất định phải... Tiểu Tòng Tòng, anh có còn nhớ không? Lần đầu tiên hai chúng ta quen nhau, chúng ta đã cùng nhau ngồi trên một bãi cỏ, cùng nhau ngắm sao trời. Mỗi một câu nói tình cảm anh nói với em đều ghi nhớ trong lòng. Em là áng mây đẹp nhất nơi chân trời, để trái tim anh níu giữ lấy em, níu giữ em lại. Khúc hát bi thương gửi đến ngọn gió huyền ảo nhất, đem tình yêu để lại trên áng mây đẹp nhất. Phan đại tỷ, rốt cuộc cô muốn dẫn ta đi đâu? Em cho anh xem thứ này hay lắm. Nào. Ba, hai, một, lên. Sông lớn chảy về hướng đông, ngôi sao ở trên trời chính là sao Bắc Đẩu. Sao Bắc Đẩu không chia sang hèn cùng nhau uống rượu. Chẳng lẽ ta thật sự thích Phan đại tỷ sao? Ca ca, Công Minh ca ca, Công Minh ca ca. Võ Tổng huynh đệ, đệ nghe qua câu chó ăn phân chưa? Chuyện nhỏ thôi mà, lỡ tay thôi mà, ngại quá. Nào nào nào, ngồi đi ngồi đi. Đừng giận nhá. Đừng làm giống lúc nãy nữa nhá. Công Minh ca ca, huynh nói xem, có phải ta đã thật sự thích Phan đại tỷ rồi không? Võ Tổng huynh đệ à, sao đệ cứ hễ nhắc đến Phan đại tỷ này thì cả người đều không yên vậy? Đệ nên nhớ chúng ta là huynh đệ cả đời. Không,
Nhưng nàng ta không phải là một nữ tử tầm thường. Nàng ấy nói với ta là nàng ấy ngược thời gian về đây. Trên tay nàng ấy còn có một quyển sách ghi lại mọi chuyện xảy ra trước giờ của thời đại Tống chúng ta. Có thật không? Ta cũng không biết nữa. Nàng ấy nói như vậy với ta đấy. Ca ca, nếu thật sự giống như lời Võ Tổng huynh đệ nói, vậy Phan đại tỷ này chắc hẳn là người biết được chuyện tương lai. Vậy chẳng phải chuyện báo quốc của chúng ta có hy vọng rồi sao? Chuyện này không thể chậm trễ. Bây giờ chúng ta đi gặp thử Phan đại tỷ này đi. Đi. Công Minh ca ca. Công Minh ca ca. Đại tỷ. Đại tỷ. Đại tỷ. Ừ. Vị này là Công Minh ca ca. Vị này là ca ca Vô Dụng. À, Ngô Dụng ca ca. Tống Mỗ hân hạnh được gặp Phan đại tỷ. Ngô Dụng hân hạnh gặp Phan đại tỷ. Đều là anh hùng hảo hán, ngưỡng mộ đã lâu. Lúc nãy có nghe nói Võ Tổng huynh đệ nói rằng trên tay cô có một quyển sách, trong đó ghi lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong tương lai. Không biết liệu có thể cho Tống Mỗ mượn một chút được không? Không được, đồ vật cá nhân, không cho bên ngoài mượn được đâu. Phan đại tỷ, cô hãy cho mượn. Trừ phi Phan đại tỷ lo lắng Tống Mỗ sẽ sao chép cuốn sách này. Nhưng Tống Mỗ chẳng qua chỉ là muốn biết tương lai bản thân sẽ xảy ra chuyện gì mà thôi. Vậy nên không có ý gì khác. Đệ đệ à, Phan đại tỷ, tục ngữ nói đừng trông mặt mà bắt hình dong. Phan đại tỷ chắc sẽ không hẹp hòi đến độ coi chúng tôi là người ngoài chứ. Hiền đệ nói có lý lắm. Ca ca, Công Minh ca ca. Kêu cái gì? Đại tỷ, cho Công Minh ca ca mượn xem một chút đi. Xem cái đầu anh ý. Sao miệng anh lại rộng như vậy được? Ai bảo anh đi kể cho bọn họ nghe? Còn nữa, em nói cho anh biết, tên Tống Giang này anh đừng có liên lạc hay quay lại với hắn nữa. Trên sách đã viết rất rõ ràng, sau khi hai người qua lại với nhau sẽ cùng lên lương sơn, sẽ chặt đứt tay đấy. Nhưng mà ta không có nhưng nhị gì hết, mọi chuyện cứ nghe lời em là được, biết chưa? Đại quan nhân. Đại quan nhân, ta nói nghe này. Võ đại lang đó lúc nói chuyện với người ta đã nhắc tới trong tay tiểu nương tử nhà hắn có một quyển sách ghi chép mọi điều về Đại Tống. Trên đó ghi rất nhiều chuyện sẽ xảy ra trong tương lai đấy. Có thật không? Có lẽ là thật đấy. Dựa vào bản tính ngốc nghếch như Võ đại lang, bảo hắn bịa chuyện, e là hắn không nghĩ ra được điều gì để nói đâu. Ta còn thắc mắc sao tiểu nương tử kia liệu sự như thần đến vậy. Thì ra là có bảo bối như vậy. Có chuyện như vậy sao? Tin tức có đáng tin không? Chắc là đáng tin. Hơn nữa thuộc hạ cũng đã từng gặp tiểu nương tử này rồi. Thực sự có khả năng biết trước mọi chuyện đấy. Thế này đi, người phái người trước tiên trộm. À, là lấy sách về cho ta. Vâng. Tiểu Khánh à, làm cho tốt vào. Công công ta không bạc đãi ngươi đâu. Đa tạ công công. Đi đi.
Cút! Ta đánh chết đám ác quỷ các ngươi. Dám đến đây gây chuyện à? Ca ca già dáng lắm. Ca ca lợi hại không? Ca ca lợi hại. Phan đại tỷ này biết Tây Môn Khánh sẽ phái người đến trộm sách, đầu tiên ra lệnh cho bọn ta giả làm ma, dọa cho chúng sợ chết khiếp. Sau đó lại ra lệnh cho bọn ta đánh bọn chúng. Thật sự là sung sướng vô cùng. Vậy nếu như theo lời Võ Tổng huynh đệ nói, Phan đại nương tử này thật sự có thể biết được chuyện xảy ra trong tương lai rồi. Đúng, 3 con 8 và 1 con 6. Nhưng mà nàng ta lại không cho chúng ta xem 30 con 10 và 1 con 9. Võ Tổng huynh đệ à, đệ hãy xem quyển sách đó cho ta đi, có đúng không? Cũng đâu có gì to tát đâu mà. 3 con 7. Sách đó cũng không phải của ta, ta không thể quyết định được đâu. Chặt, tứ quý 2. Hiển đệ, chuyện này ta buộc phải nói với đệ vài câu. Đệ nói xem, đệ đường đường là một nam nhân cao lớn, sao có thể chịu cho một nữ tử khống chế như vậy được? Bài vua, ta thắng rồi. Cả ca vô dụng nói đúng. Nam nhân là phải không sợ chém giết, đội trời đạp đất. Tối nay nhớ mời ta ăn cơm đấy. Ghi chép chuyện thời Đại Tống. Được đấy, đã xuất hiện sách lậu rồi này. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ. Đệ phải xông lên, xông lên. Phải có khí khái nam tử, khí khái nam tử. Võ Tòng, em đã nói gì với anh hả? Anh quên hết rồi sao? Đi, về nhà. Tiểu nương tử cũng ở đây à? Tây Môn Quan đại nhân, ba vị thuộc hạ của đại nhân vẫn ổn chứ? Tiểu nương tử đây không chỉ ngoại hình xinh đẹp, miệng lưỡi cũng lợi hại nữa. Tại hạ càng lúc càng thích rồi đấy. Tây Môn Quan đại nhân chẳng lẽ định ở ngay Thanh Thiên Bạch Nhật mà cướp người vậy sao? Hôm nay hai người không phải trọng điểm. Đại trượng phu có chuyện làm được, có chuyện không làm được. Thứ cho Tống Mỗ không thể tuân theo. Đi thong thả, không tiễn. Mời. Quan hệ của hai vị và Võ Tổng huynh đệ tốt như vậy, không biết đã từng xem qua quyển sách ghi chép mọi chuyện thời Đại Tống chưa? Không có. Sách gì vậy? Ta chưa từng thấy. Im miệng, mau về nhà thôi. Thì ra hai vị chưa từng xem à? Như vậy mà còn gọi là huynh đệ sao? Làm sao hắn lại biết được? Đê tiện. Phan đại tỷ, cô xem không phải ta không nghe lời cô, sao đến cả ta cũng phải chịu phạt vậy? Đây gọi là liên đới. Một người làm sai cả nhà chịu phạt, biết không? Biết, biết. Võ Tòng, anh tự nói đi. Sai ở chỗ nào? Không nghe lời đại tỷ, cùng đi chơi với Công Minh ca ca. Lần này nhớ rồi chứ? Nhưng Công Minh ca ca có ơn với ta, ta thực sự không làm được. Không làm được cũng phải làm. Còn có tên Tây Môn Khánh kia nữa, hắn cũng không sửa thói xấu được. Một lòng muốn lấy cuốn ghi chép mọi chuyện thời Đại Tống của ta. Nhìn bộ dạng hiện tại của hai chất chấn động, nhất định phải thắng được tên Tây Môn Khánh đó. Thank you.
Nào, Phan đại tỷ, mặt cô dính đầy tro này. Không sao đâu, ăn thử đi. Được. Dùng cái này à? Thế nào? Mẹ của ta ơi, ngon không? Ngon. Món này tên là gì vậy? Tôi nói anh nghe, tên của nó là pizza, vô cùng thịnh hành ở mấy trăm năm sau đấy. Vậy cô nói xem bây giờ chúng ta có món pizza này. Tôi là pizza. Ồ, pizza. Có món pizza này, có phải chúng ta có thể xưng bá không? Trở thành tiệm bánh nướng nổi nhất vùng không? Chỉ dựa vào mỗi pizza không thôi thì chưa đủ. Tôi phải giúp anh nghĩ ra chiến lược marketing hiệu quả nữa. Marketing là cái gì? Có ngon không? Ta thổi vào mặt ngươi thì sao? Sao hả? Đánh nhau không? Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Trời ơi, đùa nhau sao? Không có cái gì hết, người ta muốn xem cái gì? Ta cũng đã cởi quần ra rồi. Ai bảo ngươi cởi quần ra chứ? Này, chỉ bán 100 phần, đừng quên đưa tiền đấy. Nào, ai cũng có phần, đừng giành. Các vị đại tỷ, đừng quên đưa tiền đấy. 100 phần mà chỉ bán một lúc đã hết rồi. Đại quan nhân, lần này thì mặc kệ Phan tiểu nương tử kia thần thông quảng đại đến đâu đi nữa, nàng ta cũng không thể phá được liên hoàn kế này của ta đâu. Vương Can Nương, quả nhiên là nhiều thủ đoạn đấy. Đại lang, mẹ ruột của ta ơi, cô dọa chết ta rồi đấy. Tề Môn Khánh cảm thấy tôi và Võ Tổng khó đối phó quá, vậy nên hắn muốn hại anh đấy. Hại ta? Đừng có nói đùa nữa Phan đại tỷ. Sao lại có thể được chứ? Trên sách đã viết rất rõ ràng rồi. Chút nữa anh ra ngoài sẽ có người mời anh ăn táo độc, vậy nên anh phải nghe lời tôi, ngàn vạn lần không được ăn, biết không? Táo độc? Không ăn. Phan đại tỷ, không ngờ cô còn quan tâm đến ta như vậy. Ta thật sự rất cảm động. Được rồi, đi bán pizza của anh đi. Bán pizza. Đừng có ăn táo độc. Được, không ăn táo độc. Chúng ta ăn pizza. Ta chính là Lang Lang. Ta không biết võ công. Ta chỉ biết bán pizza. Phan đại tỷ thích ta. Này, vị tráng sĩ này chính là Võ Đại Lang trong truyền thuyết sao? Không sai, chính là ta. Đại Lang ca ca, tiểu nữ tử yêu thẩm huynh đã lâu lắm rồi. Quả táo này đại diện cho tình ý của ta dành cho huynh. Huynh nhất định phải ăn nó đấy. Cô nói thật sao? Cảm ơn muội tử. Bà nội của ta ơi, kỹ thuật biểu diễn của cô nương giỏi quá nhỉ. Tuy rằng võ đại ta có hơi ngốc, nhưng cũng không phải là không biết gì hết đâu. Cho cô biết, trước khi ta ra khỏi nhà, Phan đại tỷ đã nói rồi, quả táo này có độc. Còn muốn hại ta sao? Không có cửa đâu. Thất nhật táng mệnh tán. 7 ngày sau khi vệt đỏ này lan ra hết cánh tay thì người bị trúng độc sẽ mất mạng. Hả?
Ta thật sự không có ăn quả táo độc đó. Nhưng mà ai ngờ được nàng ta lại nhân cơ hội lúc ta đang há miệng ra cười, nàng ta đã bắn thuốc độc vào trong miệng của ta. Đưa sách cho hắn đi, ta phải đi cứu ca ca của ta. Đưa sách cho hắn thì chúng ta xong đời đấy. Đưa sách cho hắn, ta phải cứu ca ca của ta. Khoan hẵng nóng vội, chẳng phải chúng ta còn thời gian 7 ngày sao? Chúng ta có thể nghĩ cách khác xem. Đưa sách cho hắn, ta phải cứu ca ca của ta. Tây Môn Khánh, chẳng phải anh muốn gặp chị đây sao? Chị đây đến rồi. Anh ra đây đi. Anh ra đây. Tiểu nương tử đến rồi đấy à? Lên đây đi. Đại quan nhân đang đợi cô ở trên lầu đấy. Quan nhân, xem ai đến này. Tiểu nương tử, lâu rồi không gặp. Tây Môn Khánh đổ tiểu nhân bỉ ổi. Có gì thì anh cứ nhắm vào tôi này. Việc gì anh phải đi hại người khác như vậy? Còn không phải là vì tiểu nương tử đây quá thông minh, quá khó đối phó sao? Ta mới phải thực hiện hạ sách này đấy. Vì để gặp được tiểu nương tử một lần mà ta đây đã tốn biết bao công sức. Không biết tiểu nương tử có cảm nhận được thành tâm, thành ý của tại hạ hay không? Bớt nói nhảm đi. Sách ở đây. Thuốc giải đâu? Không vội. Không thì chúng ta uống chút rượu trước đi. Uống thì uống. Rót đầy đi. Tiểu nương tử, tôi hỏi anh thuốc giải ở đâu? Trong giày. Từ từ. Người thì có thể đi, nhưng sách thì phải ở lại. Buông ra. Đưa cho ta. Nước đây ca ca. Thế nào rồi? Mẹ ruột của ta ơi. Đệ. Hết rồi. Ca ca. Đúng là nhặt lại được một mạng rồi. Đà tạ Phan đại tỷ. Cô xem, cô vì cứu ta còn đưa sách cho Tây Môn Khánh nữa kìa. Cuốn sách đó là giả đấy.
Tiểu Tòng Tòng, đi, đi lấy sách thật ra đây cho chị, để chị xem thử tiếp theo còn có chuyện gì xảy ra nữa. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Phan đại tỷ, đúng là chỉ có cô thôi. Để ta xem nào. Cái gì? Cuốn này mới là sách giả. Ai trong hai người đã động vào quyển sách? Là ta. Là ta đã đổi hai cuốn. Ta chỉ muốn xem tương lai ta sẽ cưới một cô vợ thế nào. Cái tên ngốc này, đúng là chuyện tốt không thấy, chỉ thấy hỏng chuyện. Đều là lỗi của ta. Ta đi lấy về cho cô. Huynh ngoại trừ bay u thì bắt ra, thì không có gì cả thì làm được cái gì? Ta dùng một mồi lửa đốt thanh lâu đó, vậy chẳng phải sách cũng cháy sao? Thì cứ cho nó cháy đi, giải quyết sạch sẽ. Phan đại tỷ, Phan đại tỷ, Phan đại tỷ, ca ca, ca ca, ca ca, đệ bị người ta đánh, ca ca, ca ca, Phan đại tỷ, Phan đại tỷ, Phan đại tỷ, Phan đại tỷ, ca ca, 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 huynh làm sao vậy? Nói chuyện đi chứ. Ca sao vậy? Ca, làm gì vậy? Phan đại tỷ bị Tây Môn Khánh bắt đi rồi. Ca, đệ đi cứu nàng ấy. Nhị đệ, đệ cứu ta trước đã. Ca không sao chứ? Ta bị trói sắp chết rồi. Chờ một chút, chờ một chút. Can một miếng dưa leo đi. Đợi đệ về, đệ đi một chút thôi. Tiểu nương tử, không ngờ đúng không? Bây giờ quyển sách này của cô đã lọt vào tay của ta rồi. Tiểu nhân bỉ ổi. Tại cô. Tôi là vì bị bắt nên mới thở dài. Còn cô là vì sao? Không có gì. Qua đây ngồi đi. Cô đấy, từ nhỏ đã bị bán đến thanh lâu. Tuy rằng vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại bị hôi nách. Không có người khách nào có hứng thú với cô cả. Cô nhìn thấy các chị em khác vui vẻ tiếp khách. Còn cô thì sao? Chỉ có thể ở đây trông chừng tôi. Vậy nên mới thở dài, đúng không? Khóc cái gì mà khóc? Không có tiền đồ. Ta là vì thân thế bi thảm nên mới khóc. Cô khóc cái gì chứ? Cô thảm? Cô có thảm như tôi không? Lúc tôi còn nhỏ, bố mẹ đã ly dị. Tôi chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình ngày nào cả.
Vì tôi nghèo nên tôi rất tự ti. Tôi liều mạng cố gắng làm việc, cố gắng phấn đấu, chính là hy vọng có người xem trọng tôi. Kết quả thì sao? Cuộc sống khó khăn lắm mới có chút khởi sắc, lại trở thành bộ dạng như hiện giờ rồi. Cô nói xem, tôi có thể không khóc sao? Tỷ tỷ, tỷ biết không? Thật ra, tỷ là thần tượng của ta. Ta cảm thấy nữ nhân nên giống như tỷ, dũng cảm, kiên cường, độc lập, tự tin. Tôi có thật sự tuyệt giống như cô nói không? Có. Tuy rằng số mệnh khổ cực, nhưng chúng ta không thể cúi đầu. Chúng ta phải dũng cảm khiêu chiến với khó khăn. Em gái, để chị đây giúp em. Bay đi. Được, tỷ tỷ. Nào, em gái. Em gái, chị có thể nhờ em một chuyện không? Nói đi. Em có thể trộm cuốn sách đó cho chị không? Sách là cuốn ghi chép mọi chuyện thời Đại Tống. Chuyện nhỏ thôi tỷ. Khẩn xin các vị ca ca hãy giúp Võ Tòng đi cứu Phan đại tỷ. Võ Tòng cảm kích vô cùng. Đều là huynh đệ một nhà, đừng khách sáo như vậy. Ca ca yêu đệ. Ca ca, từ lâu ta đã chướng mắt cái tên Tây Môn Khánh đó. Bây giờ vừa hay có dịp để đánh chết hắn. Thiết Nghiêu huynh đệ nói đúng, Tây Môn Khánh hại hiếp dân chúng, không việc ác nào không làm. Chúng ta phải tiêu diệt hắn, vậy cũng xem như thay trời hành đạo, trừ hại cho dân. Huynh nói xem, đúng không ca ca? Đúng. Chuyện không thể chậm trễ, đi thôi. Ca ca, đi, xuất phát. Tiểu nương tử, tiểu nương tử, đại quan nhân, đại quan nhân, không hay rồi. Võ Tòng dẫn theo Tống Giang, đám người bọn họ đang xông vào Sướng Xuân Lâu chúng ta đấy. Người nói cái gì? Bọn chúng đang xông vào rồi. Không phải, sách đâu? Tạm thời mặc kệ đi, triệu tập hết tất cả huynh đệ ra nghênh địch cho ta. Vâng. Tỷ, trộm được cho tỷ rồi. Tốt quá rồi. Đi, đi với chị. Tây Môn Khánh, lăn ra đây cho ta. Tây Môn Khánh, các vị huynh đệ đột nhiên đến Sướng Xuân Lâu của ta lúc này là có chuyện gì? Tây Môn Khánh, thả Phan đại tỷ của ta ra, nếu không ta sẽ thiêu rụi Sướng Xuân Lâu này đấy. Võ Tổng huynh đệ đang nói cái gì vậy? Phan tiểu nương tử này sao có thể ở trong Sướng Xuân Lâu bọn ta được?
Tây Môn Khánh, cả cái huyện Dương Cốc này có ai mà không biết? Người vẫn luôn dòm ngó đến mỹ mạo của Phan Đại Tỷ chứ. Người giả vờ cái gì? Không sai, ta đúng là thích Phan Tiểu Nương Tử, nhưng đó cũng không phải là chuyện phạm pháp. Hơn nữa, Tây Môn Khánh ta có nhà có sự nghiệp, sao có thể đi làm cái chuyện hạ lưu như cưỡng ép dân nữ như vậy được? Các ngươi nói xem có phải không? Kaka, đừng phí lời với hắn nữa, đây rõ ràng là đang kéo dài thời gian mà. Không sai, ta chính là đang kéo dài thời gian đấy. Đám người ngu ngốc các người, cho các người biết Phan Tiểu Nương Tử đang ở trong tay ta thì đã sao? Có giỏi thì cắn ta đi. Các huynh đệ, lên! Lên! Tây Môn Khánh, Tây Môn Khánh, cái tên rùa rúc đầu này. Ông nội Lý Kỳ của ngươi đến rồi đây. Căn nương, đến đúng lúc lắm. Bà giống như hạt mưa đến vào tháng khô hạn vậy, như ngọn lửa sưởi ấm ngày đông. Nhanh nhanh nhanh, mau giúp ta xử lý hắn đi. Sao hả đại quan nhân, đầy mặt rồi nhớ. Nói thật cho người biết, lão nương đây trướng mắt người từ lâu lắm rồi đấy. Không trả tiền lương hậu hĩnh cho bọn ta cũng thôi đi, bình thường còn dám khấu trừ tiền xương máu của các tỷ muội nữa. Bà già chết tiệt này, bà dám phản bội ta sao? Thì đã sao? Cắn ta đi, cắn ta đi, cắn ta đi. Nào, các tỷ muội, lên! Đừng đánh vào mặt, đánh chết người, đánh chết người. Rốt cuộc cũng xử lý được tên cặn bã này. Được rồi, các tỷ muội, đi chia tiền thôi. Được, đi mau thôi. Tuyệt! Phan Đại Tỷ lợi hại! Anh đúng là võ công cao cường, ta chỉ có chút sức khỏe vậy thôi. Để tên cặn bã đó chạy mất rồi, đuổi theo! Tây Môn Khánh chạy rồi! Người đâu? Không tìm thấy! Tên đê tiện, Tiểu Nương Tử! Vương Căn Nương, lần này thật sự vô cùng cảm ơn bà. Không ngờ tuy rằng bà xuất thân thanh lâu, nhưng lại trượng nghĩa như vậy. Tiểu Nương Tử, cô quá khen rồi. Thật ra trong lòng của ta bội phục cô lắm. Cô mới là nữ trung hào kiệt, đúng không các tỷ muội? Đúng đấy. Ta nói đã đến lúc này rồi, đừng có ở đây khen ngợi lẫn nhau nữa. Nơi này không tiện ở lại lâu, chúng ta mau đi thôi. Vậy chúng ta có duyên gặp lại. Tiểu Nương Tử bảo trọng. Đi thôi các tỷ muội. Đạt tạ các huynh đệ đã giúp đỡ, hẹn ngày tái ngộ. Cô làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu à? Đại tỷ, cô không sao chứ? Thank you.
Chẳng lẽ Võ Tòng không phải là Trương Hách sao? Alo, quản lý Dương à? Tiêu Tiêu. Hoa Công Công, cậu xin người hãy cho tiểu nhân thêm một cơ hội. Cái tên ngu ngốc này, có chút chuyện cũng làm không xong, giữ người lại có lợi ích gì? Được rồi, đưa địa chỉ của con bé xấu xí đó cho ta. Lão đầy đích thân ra tay.上走也有阴亏人心又美愁，好事多磨坏事也别皱眉头，敢爱敢恨才是最自由。谁说时运起落天定夺，独自开怀也寂寞，自古人分斗是鬼精不鬼多，人准了谁想必就没错。 小姐鸳鸯啊，怪异人间丑，铜鼎折户酒，千秋斟风流。此处不留也，自由他驻留。车到山前，船到桥头，何必分忧？春末落，虎符起手，练就一身好筋斗。起手怒马，阴差阳错，该出手时快出手。绝顶高手，疏而不漏，直教关公怪头痛。孔曰成人，孟曰取义，四海皆亲友。 转里又出梁山伯，好汉一败，单把挨个坐。岂知男儿满腔豪情话一桌，柴米油盐还是要下锅。是非曲直你说我也说，是福是祸如何多？欢喜人间大不了不会洒脱，有情有义更有好结果。 小姐鸳鸯啊，怪异人间丑，痛饮这壶酒，千秋斟风流。此处不留也，自有他驻留。车到山前，船到桥头，何必分忧？小姐鸳鸯啊，怪异人间丑，痛饮这壶酒，千秋斟风流。此处不留也，自有他驻留。 车到山前，船到桥头，何必烦忧？春末落笔，虎符起手，练就一身好筋斗。起手怒马，阴差阳错，该出手时快出手。绝顶高手，疏而不漏，直教关公怪头痛。孔曰成人，孟曰取义，四海皆亲友。小姐鸳鸯啊，怪异人间丑，痛饮这壶酒，千秋斟风流。 自有他驻留，车到山前，船到桥头，何必分忧？车到山前，船到桥头，何必分忧？